Rồi rồi rồi, xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như là cái video ngày hôm nay của em Tùng ha. Rồi, video lần này là video mà chúng ta sẽ tổng hợp lại những cái thông tin thị trường đã diễn ra trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 1, và chúng ta đưa ra những cái định hướng trong cái giai đoạn tiếp theo đối với lại bối cảnh thị trường hiện tại. Thì trước khi đi vào video thì anh chị nhớ để lại một like cùng với đó là một quả tim ở phần comment để tăng những cái mức độ tương tác cũng như là giúp ích cho kênh để kênh tiếp tục là chia sẻ cũng như đồng hành với anh chị trong khoảng thời gian sắp tới nha anh chị ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ tổng hợp lại thị trường ở thời điểm hiện tại và phiên giao dịch ngày 9 tháng 1 anh chị nhé. Rồi, đối với phiên giao dịch ngày 9 tháng 1 thì anh chị có thể thấy chúng ta có một cái mức giảm điểm nhẹ và trong phiên giằng co khá là nhiều anh chị ha. Khi mà đầu phiên chúng ta có những cái mức độ là xanh điểm, tuy nhiên là đến tầm sau đến cuối phiên chiều thì chúng ta lại bắt đầu có những cái xu hướng giảm điểm trở lại, và phiên chiều bắt đầu giằng co và cuối phiên có kéo lên xanh. Sau đó kết phiên thì thị trường giảm 1,6 điểm, tương ứng với mức là 0,14%. Thị trường đóng đến ở mức là 1.158,59 điểm, và thanh khoản ngày hôm nay cũng là một cái thanh khoản tương đối là tốt anh chị ha, với cái mức thanh khoản là 18.400 tỷ. Với độ rộng thị trường, mặc dù là thị trường ngày hôm nay giảm chỉ có một điểm thôi, tuy nhiên là cái độ rộng thị trường ngày hôm nay lại không quá tốt nha anh chị. Khi mà chỉ có 157 mà tăng và tới 340 mà giảm, với cái độ rộng thị trường như thế này thì thị trường phải giảm 5-6 điểm hoặc thậm chí là 10 điểm thì cái độ rộng thị trường này nó mới phù hợp anh chị ạ. Đó. Thì cái nguyên do mà chúng ta thấy được rằng là mặc dù thị trường của chúng ta ngày hôm nay có một cái xu giảm điểm nhẹ, nhưng mà cái độ rộng thị trường là không tốt như vậy, đến từ cái câu chuyện đó là giống như những cái phiên giao dịch gần đây thôi, đó là cái câu chuyện kéo trụ và đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng. Khi mà ngày hôm nay tới những cái mặt cổ phiếu như CTG tăng 1,5%, và anh chị có thể thấy được rằng là ngày hôm nay đâu đó là MBB cũng tăng xanh này, rồi Techcombank, Vietcombank tăng khá là nhiều nha anh chị. Mặc dù là Vin30 có tới là 19 mã đỏ, nhưng những cái mã cổ phiếu này nó đã gồng gánh những cái điểm số cho thị trường rất là nhiều trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay nha anh chị. Đặc biệt trong đó thì chúng ta thấy được rằng là vẫn tình trạng như giai đoạn vừa rồi thôi, những cái mã cổ phiếu midcap đều có những xu điều chỉnh, đặc biệt là nhóm ngành bất động sản. Nhóm ngành bất động sản ngày hôm qua thì chúng ta thấy được rằng là có một cái phiên kéo lên và vol tăng rất là tốt nha anh chị. Tuy nhiên là nó xuất hiện một cái cây nến tăng tốt, nhưng lại trong một cái bối cảnh là thị trường chung đang không ủng hộ cho một cái đà tăng mạnh. Cho nên là đối với nhóm ngành bất động sản thì có xu hướng bị bán ngược và ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng giảm điểm. Đặc biệt là những cái mã cổ phiếu như DG, Shell, HTC, Novaland, Đất Xanh đều có xu hướng giảm điểm, và ngày hôm nay thì nhìn mặt bằng chung thì đa số nhóm ngành bất động sản đều chỉnh 1 đến 1,5%. Và chỉ duy nhất có chúng ta thấy được rằng là trong có một cái mã cổ phiếu thuộc kênh trên, ví dụ như là BDR thì nó có một cái xu hướng tăng tốt này, Nam Từ Liêm rồi TCH là có những cái mã cổ phiếu còn lại, đúng không chị? Đó thì chúng ta cũng đã được tổng hợp qua về thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay rồi anh chị ha. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái thông tin ở thời điểm hiện tại cũng như là em cập nhật cái lịch kinh tế cho mọi người nhé. Rồi, ở trong giai đoạn hiện tại thì mọi người có thể hình dung được rằng là trong giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta sẽ ở trong một cái giai đoạn chống thông tin, đúng không chị? Khi mà chúng ta nhìn thấy được rằng là những cái giai đoạn trước đó, những cái cuộc họp và biên bản họp, rồi cùng với đó những cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư ở bên thị trường Mỹ nha anh chị, thì kỳ vọng vào cuộc họp rất là nhiều, và sau khi cuộc họp được công bố ra thì chúng ta thấy được rằng là họ đạt được mục đích. Nhưng mà có một cái điều là đối với nhà đầu tư á, thì họ kỳ vọng nhiều hơn về cái đợt hạ lãi suất, như là họ kỳ vọng tới 6 lần hạ lãi suất, nhưng mà biên bản cuộc họp Fed đưa ra á, thì chỉ có 3 lần hạ lãi suất trong năm 2024 thôi. Còn nhiều hơn hay ít hơn thì chúng ta sẽ cần phải thu thập số liệu, và Fed phải cần phải thu thập số liệu, và ông Jerome Powell cũng có nói á, là cần thêm những cái số liệu để mà đưa ra những cái gọi là tăng giảm nhiều hơn hoặc là giảm ít hơn sẽ tùy vào số liệu trong năm sau. Thì trong bối cảnh hiện tại chúng ta đang ở trong một cái vùng thông tin chống thông tin, khi mà những cái sự kiện kinh tế ví dụ như là lạm phát, ví dụ như PCE, ví dụ như là những cái thông tin liên quan tới nền kinh tế và thị trường lao động hầu như nó không có quá nhiều biến động, và nó cũng không có quá nhiều những cái thông tin gọi là tác động tích cực cũng như tiêu cực. Đó. Thì anh chị thấy được rằng là ngày hôm qua thì lịch kinh tế cũng không có sự kiện nào quá đáng kể anh chị ha. Chỉ có chúng ta thấy là kỳ vọng về lạm phát tiêu dùng thôi, thì cái kỳ vọng này thì nó thực sự ra không phải là một cái thông tin kinh tế nó quá nổi bật. Rồi chúng ta cũng thấy được rằng là
ngày hôm nay thì không có nhiều sự kiện quá là tác động nhiều vào thị trường, chỉ có duy nhất là cái xuất nhập khẩu của bên Mỹ thì được công bố ra. Thì anh chị thấy được rằng là cái xuất nhập khẩu, con số thực tế được công bố ra về lượng nhập khẩu nha anh chị, là 316, và nó thấp hơn so với trước đó 316 triệu, nó thấp hơn so với trước đó là 332, và hàng hóa xuất khẩu thì chúng ta thấy là nó cũng có xuống sụt giảm. Tuy nhiên là chúng ta sẽ quan trọng hơn về cái hàng hóa nhập khẩu, tại vì mọi người cũng đã hình dung được rằng là khi mà chúng ta kỳ vọng về nền kinh tế Mỹ có xu hướng là hạ cánh mềm, và chúng ta kỳ vọng là nền kinh tế Mỹ có sự phục hồi, thì tất nhiên cái nhập khẩu nó là một cái điều quan trọng, tại vì những cái mặt hàng hàng hóa nó sẽ khi mà chúng ta nhìn vào cái nhập khẩu thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái mặt hàng hàng hóa của chúng ta khi mà đi sang Mỹ, chúng ta chưa cần bóc tách sâu nha, chúng ta nhìn trực quan trước thì chúng ta thấy được rằng là khi mà nó giảm thì nó cũng sẽ gây bất lợi cho những cái nhóm ngành xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Mỹ anh chị ha. Rồi, tuy nhiên là chúng ta cũng đã thấy được rằng là cái chỉ số này nó không phải là một cái chỉ số quá quan trọng. Ok ha. Rồi, đó là về lịch kinh tế, chúng ta sẽ điểm qua một chút về thị trường, tình hình thế giới ở thời điểm hiện tại. Tạm thời ở đây thì khoảng tầm hiện tại đang làm khoảng tầm 11 giờ đêm. Thì em làm video này thì chúng ta thấy được rằng là Dow Jones đang có một sự điều chỉnh. Chúng ta ở trong thời điểm hiện tại thì đối với lại Dow Jones thì sau một quá trình tăng mạnh thì tất nhiên là nó sẽ đang xen những cái phiên tăng giảm. Nhưng mà ở đây thì trạng thái theo Ichimoku á, thì đối với lại Dow Jones đang có một cái phân kỳ nha anh chị, phân kỳ trong khung ngày ở đây nha. Đó. Và chúng ta thấy được rằng là theo Ichimoku thì nó đang có một cái trạng thái mất cân bằng. Thì đối với lại Dow Jones thì khả năng là tích lũy và điều chỉnh rất là cao, và thậm chí sẽ có một cái cây điều chỉnh rất mạnh nha anh chị, đối với Dow Jones ở trong những cái giai đoạn sắp tới. Và trong một vài phiên sắp tới, nếu Dow Jones mất đi cái vùng 37.000 nha anh chị, thì nó sẽ có xu hướng điều chỉnh về khoảng tầm 36.000 và 35.000 đến 36.000 trong khoảng thời gian sắp tới. Đây là cái vùng cân bằng của Dow Jones. Cho nên là khi mà nó mất cân bằng thì nó sẽ có xu hướng tìm về những cái vùng cân bằng ở phía dưới đó nha anh chị. Ok, rồi S&P 500 thì đối với S&P 500 thì nó có những xu hướng điều chỉnh trước Dow Jones, và đến thời điểm hiện tại nó cũng đã có những nhịp phục hồi. Tuy nhiên là cái trạng thái của S&P 500 thì nó cũng tương tự như Dow Jones thôi. Nó là những cái nhịp mà mất cân bằng anh chị ha. Nasdaq cũng tương tự. Nasdaq thì nó có xu hướng điều chỉnh trước luôn anh chị, khi mà Dow Jones hầu như là không chỉnh, nhưng mà Nasdaq S&P 500 trong khoảng thời gian vừa rồi là điều chỉnh cũng tương đối mọi người ha. Khi mà Nasdaq từ đỉnh 15.300 mà tới chỉ còn là 14.500 thôi thì nó cũng là một cái mức điều chỉnh tương đối nhiều nha anh chị. Rồi, đó là về thị trường chung trên thế giới và thị trường Mỹ. Thì anh chị cũng thấy được rằng là thị trường chứng khoán Mỹ á, thì nó cũng thể hiện một cái vấn đề, đó là ở thời điểm hiện tại đang mất cân bằng, cho nên cái xu thế chung á, là xu thế tích lũy hoặc là xu thế điều chỉnh đó. Thì chúng ta vừa liên kết với nhau về cái lịch kinh tế thì chúng ta thấy được rằng là trong giai đoạn này là giai đoạn chống thông tin, thì nó không có sự kỳ vọng gì quá nhiều đó. Thì nó phù hợp với một cái bối cảnh là đi ngang hoặc là điều chỉnh, thì nó cũng tương tự với nhau, và chúng ta thấy là một cái sự liên kết nó rất chặt chẽ đối với là những cái thông tin kinh tế hay là những cái vận động giá của thị trường Mỹ, chứng khoán Mỹ anh chị nhé. Rồi, còn về giá dầu, giá dầu thì nó đang tích lũy trong một cái mô hình tam giác. Và đối với giá dầu thì em cũng đã có chia sẻ với mọi người một cái góc nhìn, đó là đối với giá dầu á, thì cái việc mà Fed đang đi đến cuối cái chính sách tiền tệ của họ, thắt chặt tiền tệ của họ, thì cái kỳ vọng về nền kinh tế phục hồi là rất lớn. Chính vì vậy, đối với giá dầu thì em thấy được rằng á, là cái khả năng phục hồi và cái khả năng tăng điểm nó sẽ cao hơn so với khả năng là giảm điểm nha anh chị. Và ở thời điểm hiện tại thì anh chị thấy được rằng là đối với lại giá dầu á, thì nó cũng đang có xu đi ngang và nó đang chờ break nha anh chị. Có thể là break out hoặc là break down xuống phía dưới. Chúng ta chưa biết được điều này khi mà chúng ta thấy được rằng là nó vẫn đang tích lũy thôi nha anh chị. Thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi. Tuy nhiên là về mặt trung và dài hạn thì với những cái gì mà chúng ta nắm bắt được về số liệu á, thì trước sau gì giá dầu cũng sẽ có cơ hội phục hồi nha anh chị. Nếu mà chúng ta chưa xét về địa chính trị nha anh chị, chúng ta chưa xét về địa chính trị mà chúng ta xét về cái bối cảnh vĩ mô, thì khả năng giá dầu neo ở đây và có khả năng là phục hồi cao hơn ha. Rồi giá dầu Brent nó cũng sẽ có những vận động tương tự. Còn về đồng đô, ở đồng đô thì chúng ta thấy được rằng là cái sức mạnh của đồng đô nó sẽ không có quá lớn đâu anh chị, tại vì giai đoạn này là giai đoạn mà cái sự kỳ vọng về cái sức mạnh đồng đô nó không có quá nhiều, trừ khi nào mà chúng ta thấy được rằng là có một cái thông tin liên quan tới suy thoái nó diễn ra, thì khả năng là cái sức mạnh của đồng đô nó sẽ quay trở lại
anh chị ha. À, tại vì khi mà nó có một cái sự kiện liên quan tới nền kinh tế thì cái việc mà họ sẽ kỳ vọng về những cái tài sản an toàn nó sẽ cao hơn, ví dụ như là đồng đô, ví dụ như lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, ví dụ như là giá vàng, đúng không chị? Đấy thì ở trong giai đoạn này thì cái sức mạnh đồng đô thì nó cũng không quá mạnh đâu, và chủ yếu là tích lũy thôi, khoảng tầm trong vòng 3 phiên nữa thì nó cũng sẽ loanh quanh những cái vùng này. Nếu đẹp nhất mà đồng đô muốn tăng anh chị, tại vì nó vừa phá thế khách sạn ở đây nha anh chị, nếu đẹp nhất nó muốn tăng thì nó cũng phải 5 đến 7 phiên nữa nha anh chị. Ok ha, thì đó là về một cái bối cảnh chung ở thời điểm hiện tại mà chúng ta xét về yếu tố bên ngoài, chứ chúng ta sẽ đi vào sâu hơn về yếu tố bên trong của chỉ số VN-Index của chúng ta. Rồi thì đối với chỉ số VN-Index của chúng ta thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã có những cái phiên liên tiếp tăng điểm, liên tiếp tăng điểm trong một khoảng thời gian khoảng tầm là 3 tuần, đúng không chị? Từ mức 1080, 1088 mà chúng ta đã chia sẻ với nhau là chúng ta mua vùng đó, thì đến thời điểm hiện tại chỉ số đã tăng đâu đó là khoảng tầm là 70 điểm, đúng không chị? Và có liên tục 3 tuần liên tiếp tăng điểm. Ở đây là một con số mà chúng ta thấy được rằng là mặc dù nó không có quá lớn, tại vì nhịp một cái nhịp tăng mà chỉ tăng đâu đó khoảng tầm 70 điểm không không phải là một cái nhịp lớn. Đó. Nhưng mà nó cũng đủ mang lại những cái tỷ suất sinh lời cho anh chị trong một cái khoảng thời gian ngắn ở trong cái nhịp vừa rồi, đúng không chị? Đa số cổ phiếu thì anh chị thấy được rằng là nó ăn trung bình khoảng tầm 5, yếu là 5 đến 7%, mạnh là 10 đến 15%. Rất ít cổ phiếu mà ăn được 15%, trừ cái nhóm ngân hàng trong cái khoảng thời gian vừa rồi anh chị. Khi mà nó kéo vài phiên thôi thì anh chị nào cầm ngân hàng trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng được nhận một cái quả ngọt khoảng tầm là 10 đến 15%, đúng không? Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với chỉ số chung ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về khung tuần ha. Khung tuần thì chúng ta thấy được rằng là VN-Index của chúng ta cũng vừa phá thế khách sạn đi lên. Tuy nhiên là đối với lại theo hệ thống Ichimoku thì chúng ta thấy được rằng là ở thời điểm hiện tại chưa thích hợp để mà thị trường của chúng ta đi ngay được ở trong khung tuần. Khi mà nếu mà phù hợp thì phải tích lũy thêm khoảng tầm 1 đến 2 tuần nữa, ít nhất nha chị, ít nhất phải 1 đến 2 tuần. Và nếu mà nó tích lũy được ở đây thì nó sẽ có một cái thế gọi là thế tựa mây đi lên nha chị. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ thấy được rằng là ở quanh cái vùng 1205. Đó, thì cái quan điểm của em ở trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì em cũng đã nêu ra cho mọi người rồi. Nếu mọi người hỏi em ở đây thị trường có lên được 1205 hay không? Hay là ở đây mọi người có hỏi là lên 1205 hay không thì em đều lắc đầu, đúng không? Tuy nhiên là cái nhịp này và cái nhịp sau nữa thì cái sự kỳ vọng của em nó sẽ cao hơn, đó là thị trường sẽ có cơ hội. Tại vì trước đó em cũng đã nêu cho anh chị một cái mốc tham minh mà thị trường có thể là đạt được ở cái vùng 1205 rồi, và nó cũng bắt đầu sắp tới rồi anh chị, sắp tới những cái giai đoạn đó rồi. Cho nên là những cái kế hoạch hay là những cái vận động thị trường thì nó đều nằm trong những cái gì trước đó mà em đã có cập nhật với mọi người. Nếu mọi người không nếu mọi người cần những cái gọi là những cái bằng chứng thì mọi người có thể là xem những cái video mà em đã làm cho mọi người trong một khoảng thời gian khoảng tầm một tháng trở lại đây, thì nó rất rõ ràng. Tại vì anh chị xem livestream của em thì anh chị cũng đã biết được rằng là những cái định hướng mà em đưa ra cho mọi người trong cái khoảng thời gian vừa rồi nó là rất sát sao, cũng như là những cái dự phóng của em đưa ra cho mọi người, những cái thời điểm vào hàng, những cái thời điểm chốt lời, đúng không? Ủa thì chỉ chốt được ở đâu đó là quanh những cái vùng này thôi mọi người đó. Nhưng mà đối với những cái mã cổ phiếu em chốt á, thì đến thời điểm hiện tại á, thậm chí nó còn có giá thấp hơn. Chỉ một vài mã cổ phiếu nó có lệch khoảng tầm nửa giá á, khoảng tầm nửa giá thôi. Còn những cái mã cổ phiếu khác thì đa số đều là những cái vùng giá thấp hơn những cái vùng giá em chốt trong khoảng tầm gần một tuần trước đó. Nên gì? Thì cái vùng vào hàng thì em đã chia sẻ với mọi người trên livestream là cái vùng này rồi, đúng không? Và trong quá trình đi lên thì em chia ra hai phần chốt lời. Và đến thời điểm hiện tại thì ở cái room khách hàng của em thì gần như là chúng ta sẽ thấy được rằng là cái tỷ trọng tiền mặt của em khá là cao. Nên gì? Và tỷ suất sinh lời trong cái khoảng thời gian vừa rồi cũng khá là tốt. Thì sẽ show cho mọi người suất sinh lời mà em có vừa cập nhật lại với mọi người trong room khách hàng trong cái khoảng thời gian gần đây. Đây. Đó, thì đây là room khách hàng của em ha. Thì em có tổng hợp lại hai cái tháng gần nhất để mà chúng ta thấy được rằng là cái tỷ suất sinh lời của chúng ta là như thế nào, những cái lệnh mà chúng ta đã đi. Thì đây là cái tháng 12 thì có một cái lệnh lỗ mà em cho mọi người cắt, đó là HDC. Còn lại thì những cái tỷ suất sinh lời rất là tốt, và đặc biệt là Nam Kim. Ở đây là một cái mã cổ phiếu mà em có nói với mọi người, đó là đây là một cái mã cổ phiếu mà em đánh chưa bao giờ mà làm cho em thất vọng.
khi mà những cái mã cổ phiếu này mang lại tỷ suất sinh lời rất là tốt. Ngoài ra thì có EDC, chúng ta có Đất Xanh, chúng ta có BVS, đó tỷ suất sinh lời trong tháng vừa rồi nó cũng khá là ổn đối với tháng 12. Và đầu tháng 1 này thì khi mà em chốt xong thì em cũng đã lập ra một cái danh mục, đã những cái mã cổ phiếu đã chốt cho mọi người. Thì nhìn chung thì anh chị có thể thấy được rằng là khi mà em đã chia sẻ với mọi người những cái vùng mua ở phía dưới ở đây, đúng không? 1080, 1088 thì lên những cái vùng đó, cái mức tỷ suất sinh lời trung bình nha anh chị, thì em thấy được rằng nó rơi đâu đó là khoảng tầm 7 đến 10%. 7 đến 10% đây là một tỷ suất sinh lời rất tốt mà em có nói với mọi người ở đây. Đó, chúng ta chỉ có một lần lỗ thôi. Tỷ suất sinh lời này là một tỷ suất sinh lời tốt. Chúng ta cứ mua bán theo chiến lược và kế hoạch thì tỷ suất sinh lời nó sẽ rất là ổn nha anh chị. Ok ha, thì đó là những cái mà tất cả nó đều có những cái bằng chứng hay là những cái chia sẻ của em trên livestream hay là những cái chia sẻ của em trên những cái video, mọi người có thể thấy được. Anh chị nào xem thì anh chị cũng đã theo được em những cái kèo, ví dụ như là HAH trong khoảng thời gian vừa rồi là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể thấy được rằng là nó mang lại tỷ suất sinh lời rất là tốt, đúng không? Những cái mã cổ phiếu cũng là những cái mã cổ phiếu rất là tốt, mặc dù là em chốt cũng không phải là một cái vùng giá nó quá cao đâu, em chốt đâu đó là khoảng tầm 26.8 thôi đó, 26.8 thôi anh chị. Đấy thì nó cũng lệch đâu đó khoảng tầm là vài gần một giá đó anh chị, đúng không? Đi Đất Xanh thì em chốt ở cây này, đúng không, cho chốt ở cây này đó, thì bây giờ nó cũng lệch đâu đó khoảng tầm 5 like rồi. Đâu đó là những cái mã cổ phiếu như là em chốt khoảng thời gian vừa rồi thì Nam Kim, đúng không? Nam Kim là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta chốt gần ngay đỉnh, khi mà cái ngày em ra thì cái ngày em ra hàng thì nó đâu đó là quanh những cái vùng giá này. Đấy, những cái vùng giá này thì nhìn chung á, thì khi mà chúng ta chốt thì một tuần vừa rồi thì những cái sự vận động giá, nhìn chung là chúng ta chốt được vùng giá rất tốt. Và bây giờ thì mặc dù là anh chị nào muốn mua lại cũng được, đúng không? Nhưng mà cá nhân em thì em vẫn thấy được rằng là nó chưa đến những cái thời điểm mà thích hợp. Ví dụ như là chúng ta cũng phải đợi một tuần từ những cái vùng trên này, đúng không? Những cái vùng trên này chúng ta cũng phải đợi gần một tuần để chúng ta có một cái điểm vào hàng rất là mạnh ở phía dưới này. Đó, cho nên là không có việc gì phải vội đối với anh chị khách hàng của em khi mà chúng ta đã có kế hoạch rồi và cũng sắp đến cái khoảng thời gian mà em thăm minh cho mọi người để mọi người có thể vào hàng rồi. Đó, kế hoạch thì em đã đưa ra cho mọi người khoảng tầm một tháng trước đó, đúng không? Về cái kế hoạch ngắn hạn nha anh chị. Còn về cái kế hoạch T cộng thì em cũng đã đưa ra cho mọi người, lúc nào em cũng sẽ đưa ra cho mọi người trước 2-3 phiên để mọi người có thể là chủ động trong cái quá trình. Anh chị. Thì đó là những cái chia sẻ của em về cái bối cảnh thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể trong cái khung ngày. Khung ngày thì chúng ta thấy được rằng là trạng thái của chúng ta, cái xu hướng của chúng ta vẫn là một cái xu hướng tăng rất là tốt. Mặt bằng thanh khoản có chút cải thiện nha anh chị, có chút cải thiện ở trong cái khoảng thời gian gần đây. Khi mà mặt bằng thanh khoản của chúng ta nó có một cái xu hướng đó là có một cái vô nổ ở đây, đúng không? Và hai phiên giao dịch gần nhất thanh khoản của chúng ta nó cũng khá là tốt. Phiên giao dịch đỏ ngày hôm nay cũng là một cái phiên giao dịch mà nhìn chung nó khá là tốt và nó có sự cải thiện so với cái giai đoạn trước đó khoảng tầm một tuần, đúng không? Khi mà lúc đó chúng ta tăng giá nhưng mà nhìn chung mặt bằng thanh khoản của chúng ta thì nó chỉ là ngang ngang đều đều thôi và mức thanh khoản không phải là quá lớn, nhưng mà trong giai đoạn này là một cái mức thanh khoản nhìn chung là khá ổn rồi. Ok ha, chúng ta sẽ xét về cái trạng thái của viên đất của chúng ta. Thì thái của chúng ta, dù là chúng ta nhìn chung á, là cái biên độ tăng giá của chúng ta là rất tốt nhưng mà cái trạng thái của chúng ta nó lại không không ổn nha anh chị. Khi mà xét VN Index của chúng ta ở ngắn hạn là thì chúng ta đang Tenkan và Kijun nó đang cách rất là xa nhau, rất là xa nhau, và nó có một cái trạng thái khách sạn nha anh chị. Nó trạng thái khách sạn ở đây nó tồn tại khoảng tầm còn 2 phiên nữa. Còn 2 phiên nữa thì khách sạn của chúng ta nó vẫn tồn tại. Cho nên cái khả năng mà chúng ta đi ngang và điều chỉnh là rất cao nha anh chị. Hỗ trợ gần nhất nó là cái kháng cự của chúng ta trước đó là quanh cái vùng 1137, 1138. Đó, bây giờ nó sẽ đóng vai trò là hỗ trợ và chúng ta có một cái vùng hỗ trợ gần hơn nữa đó là quanh cái vùng 1045 nha anh chị. Đó, thì chúng ta xét là đó là những cái vùng hỗ trợ và là những cái vùng mà có thể có những cái vùng mà tiềm năng để chúng ta vào hàng. À, và xét thêm nữa là chúng ta thấy được rằng là cái mức độ tâm lý của chúng ta ở thời điểm hiện tại là rất cao nha anh chị. Mặc dù là nó đã có giảm trong cái khoảng thời gian 1-2 phiên giao dịch gần đây nhưng mà nó vẫn còn nằm trên 83, có nghĩa được rằng là nó vượt qua 8-75 là cái mức mà chúng ta cho phép là thị trường của chúng ta nó chạm cao hơn thôi, nó chạm vùng đó là bắt đầu hưng phấn. Thì bây giờ nó ở mức 83.3 thì nó vẫn là một cái mức cao, và cái mức độ rủi ro khi mà chúng ta vào hàng ở những cái vùng hưng phấn cao á,
thì nó rủi ro nó cao hơn so với lại những cái vùng bình thường nha anh chị. Thì sáng ngày hôm nay em có cập nhật qua cho mọi người ở đây. Ở trong cái phần nhận định thị trường thì em có nói với mọi người ở đây có một vài những cái điều tiêu cực của thị trường mà mọi người cần phải lưu ý. Đầu tiên đó là các ngành nghề khác đều xuất hiện một cái áp lực bán khá lớn, bao gồm là bất động sản, chứng khoán, thép, đúng không chị? Hầu hết đều có những xu hướng điều chỉnh. Rồi đâu đó kèm theo đó nhóm banh mặc dù là đang khỏe nha mọi người. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu như là MBB nó vẫn đang rất là khỏe, BIDV vẫn đang rất là khỏe, CTG vẫn đang rất là khỏe. Nhưng anh chị xét về cái trạng thái của những cái mã cổ phiếu này đi thì nó đang là một cái trạng thái tăng tương đối là yếu, đúng không chị? Tăng tương đối là yếu, có CTG là vẫn ổn này. Đó. Nhưng mà MBB thì nó cách rất là xa những cái vùng cân bằng. Đó. Nếu anh chị nào đã thực hiện học Ichimoku thì anh chị thấy là mức độ hưng phấn cao kèm theo đó tăng rất là mạnh thì rất dễ có những cái giai đoạn đi ngang và giai đoạn điều chỉnh. Đó, cho nên là chúng ta không cần vội. Nhưng chỉ có một vài những cái điều tiêu cực mà em thống kê cho mọi người ở đây. Đó, mức độ hưng phấn vẫn đang rất là cao ngày hôm nay nữa. Đó là giảm rồi nha anh chị. Đó. Nhưng mà mức độ hưng phấn cao thì nó sẽ rủi ro cho cái vị thế mua mới. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ có xu hướng chủ yếu là đi ngang, một là đi ngang, hai là điều chỉnh để mà nó giảm cái mức độ hưng phấn nó xuống, đúng không chị? Kèm theo đó chúng ta có một cái sự phân kỳ đảo chiều giảm trong khung H1 và mục tiêu phân kỳ này nó là quanh cái vùng 1.30 thì em sẽ đưa ra cho mọi người cái vùng phân kỳ của chúng ta nhé. Rồi. Ok. Phân kỳ của chúng ta ở đây. Ok, đây phân kỳ của chúng ta mà phiên sáng em cập nhật cho mọi người chúng ta trừ đi 5 nến đúng không? Đây phân kỳ của chúng ta nó nằm ở đây nè anh chị. Ok mọi người để một chút. Đây chúng ta sẽ xóa đi cái này. Ok, đấy chúng ta đang có một cái phân kỳ ở đây nha mọi người. Chúng ta đang có một cái phân kỳ rất rõ ràng ở đây luôn. Đó. Và cái mục tiêu phân kỳ của chúng ta nó là quanh cái vùng 1.30 ở phía dưới này. Đấy. Đó. Và chúng ta đang thấy được rằng là cái trạng thái ở trong khung H1 của VN-Index nó đang trong một cái trạng thái tích lũy. Có nghĩa được rằng là một hai phiên tới thôi, một hai phiên tới thôi chúng ta sẽ thấy một cái trạng thái break out hoặc là break down nha anh chị. Nhưng mà dựa vào những cái tín hiệu phân kỳ như thế này thì khả năng break down ở trong khung H1 theo Bollinger Band là rất lớn. Đó, cho nên đó là một vài những cái điểm tiêu cực thì chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta xét những cái điểm tiêu cực, ví dụ như là nó không có những cái điểm tiêu cực trong những giai đoạn trước đó đi. Giai đoạn trước đó thì chúng ta thấy được rằng là ở phía dưới này. Thì em nói với mọi người đó, đó là một cái vùng rất là an toàn. Đấy. Đó là một cái vùng cực kỳ an toàn để mọi người có thể vào hàng. Cùng lắm á, nếu mà mọi người thua á, nếu nếu mà mọi người mua ở vùng đó thì cùng lắm là bán hòa vốn. Đây, ngày 19 tháng 12 có nghĩa là ngay cái nến này, ngay cái nến rút chân này thì em có nói với mọi người á, là cái xác suất thua vùng này á, là xấu nhất nó cũng sẽ test lại bán hòa hoặc lỗ nhẹ thôi. Đó. Cả nhà muốn mua á, thì mọi người cứ mua thôi, xác suất mọi người ăn là rất cao đúng không? Ngày hôm đó em cho mọi người rất là nhiều cổ phiếu có để mua, ví dụ như là GUSH, ví dụ như AH, DIG, SIHV. Đó rất là nhiều điểm mua và em có chia sẻ với mọi người trên livestream đúng không? Thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái bối cảnh thị trường nếu chúng ta xét về những cái yếu tố bên ngoài và những cái yếu tố bên trong thị trường không? Nếu mà nó không có quá những cái thông tin tiêu cực hoặc là những cái thông tin tiêu cực đó nó không thể tiêu cực hơn thì cái điểm đó sẽ là cái điểm chúng ta vào hàng an toàn. Tại vì mọi người nhìn thấy cái nến này á, cái nến này trong phiên giao dịch đó nó không phải là một cái nến đẹp. Đó, phải thừa nhận là chúng ta thấy được rằng là cái đó không phải là một cái nến đẹp bởi vì nó giảm điểm mà chúng ta thấy ở phía dưới nó không có hỗ trợ nào quá mạnh đúng không? Thì đó không phải là một cái nến đẹp đó. Và đến khi nó rút chân lên thì nó kết nến nó mới là một cái nến đẹp thì rõ ràng là chúng ta đã có những cái sự chủ động và chúng ta xét một cái bối cảnh chúng ta thấy được rằng là cái việc mà chúng ta mua ở vùng đó thì những cái thông tin tiêu cực nó khó tiêu cực hơn và nó có những cái thông tin tốt nữa. Tại vì trong giai đoạn này em nhớ không nhầm là chúng ta đang có một cái sự ủng hộ từ thị trường tiền tệ à, kèm theo đó cái việc mà em dự phóng cho mọi người là tín dụng sẽ chạy đó, cho nên là em thấy được rằng là nó không có nhiều thông tin tiêu cực à, và cái bối cảnh thị trường lúc đó là bối cảnh đi ngang tăng bán giảm mua là một cái chiến lược cực kỳ tốt đúng không? Đó thì chúng ta quay ngược lại chúng ta thấy được rằng là ở trong cái bối cảnh hiện tại cái thông tin tích cực thì nó cũng đã trải qua một cái đoạn dài rồi và cái thông tin tiêu cực thì nó nhiều hơn
đúng không? Cho nên cái vùng này nó sẽ không phải là một cái vùng nó quá an toàn để chúng ta có thể là mua mới. Mặc dù là sẽ có một vài mặt cổ phiếu mà anh chị có thể mua được, đúng không? Tại vì nó gần hỗ trợ. Nhưng xét bối cảnh chung khi mà chúng ta nhìn nhận thị trường đó, là nó không có quá an toàn thì chúng ta không cần phải mua. Hoặc là anh chị nếu muốn mua thì giao dịch với một cái tỷ trọng nó vừa phải và nó thấp thôi, để mà chúng ta chờ một cái nhịp để mà chúng ta có thể là vào hàng tốt hơn. Đó. Thế tại vì thị trường của chúng ta về xét về xu hướng chung và trung ngắn trung hạn đó, thì nó không phải là quá tiêu cực, mà chúng ta đang nói ở đây đó là một cái nhịp chỉnh và một cái nhịp tích lũy ở trong cái mặt ngắn hạn ở đây, đúng không? Đó. Cho nên để tránh cái trường hợp mà chúng ta mua quá cao thì chúng ta phải đợi tín hiệu chung của thị trường đó, để mà chúng ta có thể tham gia. Sẽ có một vài cổ phiếu đó, nó khi thị trường chỉnh đó, nó sẽ không chỉnh nhiều đâu, và có thể là chúng ta phải mua giá cao hơn, nhưng được lại chúng ta có một cái vùng an toàn nhất định đó. Chỉ cần chúng ta không phải mất tiền thì cái việc mà chúng ta mua cao hơn là một chuyện rất bình thường. Đó là một vài nhóm thôi nha anh chị mà em có thấy được ở đây đó. Ví dụ như bất động sản là có thể chúng ta sẽ phải mua cao hơn đó, nhưng cái đó không phải là một cái vấn đề lớn. Nhưng mà khi mà chúng ta mua ở một cái vùng cao hơn, nhưng mà chúng ta thấy được rằng bối cảnh chung thị trường ủng hộ cho một cái xu hướng tăng và nó an toàn, thì chúng ta mua nó sẽ rất là hợp lý anh chị. Thì đó là về cái nhận xét của em về thị trường ở trong giai đoạn hiện tại đó. Nếu anh chị muốn tham gia vào những cái room khách hàng để cập nhật những cái điểm mua bán, đưa ra những cái định hướng cho anh chị trong cái quá trình anh chị đầu tư, thì mọi người cứ cứ liên hệ với em Tùng qua số điện thoại ở trên màn hình nha, ở phía dưới ở đây nè anh chị nhé. Liên hệ qua số Zalo để em có thể hỗ trợ mọi người. Anh chị nào đang có tài khoản ở VPS thì anh chị có thể là chuyển ID về ID của em Tùng, đó là Z194, để em có thể là đồng hành cùng như là hỗ trợ mọi người. Hoặc anh chị có thể tham gia bằng hình thức room thu phí, phí thì nó cũng sẽ rất là rẻ thôi, để anh chị có thể trải nghiệm và đồng hành cùng với em trong cái khoảng thời gian sắp tới của thị trường. Và lưu ý là đây sắp tới giai đoạn mà em đã tham minh cho mọi người trong room rồi, cho nên nếu anh chị mà muốn trải nghiệm hay muốn đồng hành cùng em Tùng thì hãy ngay về với em để em có thể là lên kế hoạch cũng như là hỗ trợ mọi người trong giai đoạn sắp tới anh chị nhé. Ok, welcome tất cả mọi người ha, để tham gia vào room khách hàng và tín hiệu bên em. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng sẽ được ủng hộ hỗ trợ mọi người trong một khoảng thời gian sớm nhất nha. Rồi, ok, thì đó là em đã khai quát cho mọi người về những cái thông tin cũng như là những cái ở thị trường ở thời điểm hiện tại, cũng như là những cái vấn đề xoay quanh thị trường trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang thấy được là đang trong một cái vùng chống thông tin nha anh chị. Ok, thì chắc là em sẽ kết thúc cái video tại đây. Hy vọng là cái thông tin trong video này sẽ giúp được cho anh chị trong cái quá trình anh chị đầu tư cũng như là anh chị giao dịch trong cái khoảng thời gian sắp tới. Đó, nếu có những cái tín hiệu mà em chia sẻ được thì em sẽ chia sẻ cho mọi người trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu anh chị đang muốn gọi là xem những cái thông tin tức trong cái năm nay, nửa cuối năm nay, thì anh chị có thể là xem lại cái video mà em vừa làm cho mọi người tầm khoảng 2 ngày trước thôi, về cái video là vĩ mô năm 2024 và bối cảnh đầu tư cổ phiếu trong khoảng thời gian sắp tới, để mà tìm ra được cái bối cảnh cũng như là nhìn nhận được những cái bức tranh toàn cảnh nha anh chị. Ở trong video này thì em có khái quát và cũng như là đã bóc tách số liệu cho mọi người rất là kỹ nha anh chị. Đó, thì mọi người có thể là lên video này xem nha anh chị. Ok, và em dành rất là nhiều thời gian để bóc tách video này, anh chị có thể là xem video này nhé. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có một phiên giao dịch may mắn và thật nhiều lợi nhuận trong khoảng thời gian sắp tới. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Bye bye.